Rồi, kênh Mây Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Cũng mấy ngày nay, 3-4 ngày rồi, em không có quay cái clip nào mà hết để cập nhật cái vườn mai của em. Thì bữa nay cũng ra quay cái vườn mai để xem nút nụ mai nó hôm nay nó mà mình xài phân 15 năm 20 coi nó lên nút nụ như thế nào rồi nghe anh em. Chứ cũng thấy ba bốn ngày nay có đầu rồi trời có đầu bất nhẹ nè anh em, gió bất rồi đó, chở mùa đó anh em, bắt đầu nụ mai bắt đầu nó bắt đầu nè anh em, bắt đầu cây mai đó từ từ đây tới gần tháng chạp bắt đầu đây xin lỗi nha, đây tới gần tháng 10 bắt đầu cây mai nó đưa bắt đầu nó đứng tược lần lần nè nghe anh em. Thì cũng gọi anh em á, không tin em để em cho anh em biết luôn là ở đầu mỗi ngày ha, 1-2 ngày anh em có cây mai ở nhà anh em á, thì anh em coi nè, mỗi ngày cái đầu cây mai của anh em bắt đầu nó lên nụ từ 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 cho anh em xem này nha. Em nói để anh em để ý coi, phải không, những cây mai nguyên thủy bắt đầu nè, bắt đầu nó lên nụ từ từ nè anh em, ngày nó lớn một chút em cho anh em xem. Bởi rồi để cho anh em biết để mà cây mai nó những cây này nè, bây giờ nè anh em không cần tưới phân đi, rồi anh em đây tới gặp tháng 10 anh em thấy cái nụ nó to 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 lên mỗi ngày, có ngấn cho anh em xem để cho anh em biết là cây mai từ gần tháng 9 tới gần tháng 10 cái đầu tự nó khựng cái đọt mai lại, cái nụ nó lớn từ từ lên, nó vô nụ nè, mầm kim nó vô nụ cho anh em xem những cái mai nguyên thủy nè. Nó anh em thấy cái ngấn xanh xanh lên xanh đó, bắt đầu nó lên nè anh em thấy không, nó có gió bắc cái đầu nó từ từ nó khựng lại, tiết lạnh vô mà là nó sẽ tự lên nụ, cái nụ nó những cái mầm kim nó sẽ lên mầm hoa cho anh em xem. Thì bữa nay cũng cập nhật cái vườn mai em lên cũng nói cho nhiều anh em hiểu biết như vậy ha, rồi đây để cho anh em tự để ý thử coi phải đúng như là em nói không. Nó như mấy cái mầm này nè anh em thấy nè, bữa nay nó bằng hột gạo phải không, rồi anh em đây tới gần tháng 10 anh em thấy nó lên bự hơn hột gạo cho anh em xem, không cần tưới phân nó cũng lên nữa anh em, nó khựng cái đọt lại là cây mai. Anh em hàng ngày ở đầu tưới nước đều đặn cho em nha, lúc gà ở đầu lọt qua đây cái đầu ui, nhưng mà mình cũng phải tưới nước đặn cho cây mai mình, lúc nào nước cho nó đều đặn đi, ngày nào cũng phải tưới nước hết để cho cây mai mình bắt đầu nó lớn từ từ. Rồi phân 15 năm 20 thì cũng nửa tháng mình tưới một lần, anh em đừng có sợ nụ nó, tưới 15 năm 20 nụ nó không có to đâu mà anh em sợ. Rồi qua gầm tháng 10 và mấy cái nụ nó còn nhỏ như vậy nè, anh em phun 10 60 10 vô cho em ha, 1 tới 2 cử ha. Phun anh em nào thích phun thì phun, còn anh em nào nào không phun thì tưới gốc cũng được, rồi anh em sẽ thấy cái nụ mai của anh em nó lớn cấp tốc luôn. Đấy, phải rồi sẵn bữa nay cũng nói cho anh em biết luôn, có thằng em đó vô bình luận nó nói là có người chỉ tưới lân cao để cho cây mai lên nụ, còn như anh thì chỉ xài 15 năm 20 cho kali lên cao để mà cho cây mai nó mấy cái mắt kim này nó lên nụ. Thì anh em nói với anh em nè, anh em tự suy nghĩ, cây mai á giải tỉ mấy cái mầm kim này anh em đi kali cao, cái này nó có đi tược không anh em? Không bao giờ đi tược, thì nó phải lên mầm bông không? Còn cái lân cao á 10 60 10 á, cái hai là cái lân cao á là để thúc cho cái nụ nó từ cái mầm kim này nó to lên. Anh em phải hiểu biết cái chỗ đó. Còn cái kali á, nhiều khi em nói nó như cái cây xài đi, ra bông, hai cái ớt ra bông ra trái, anh em tưới kali cao để làm gì? Cho nó vừa dai cuốn nè, nó vừa lớn trái nè, mà nó trai và to trái nè, bóng đẹp, là phải cái nụ mai mình này mình cũng như là cái bông xài không, cái bông của cây xài không, giả tỷ nó ra trái, thử anh em xài của anh em mà ra bông rồi đó, anh em mua cái hũ mà siêu kali đi, anh em tưới vô nó dai cuốn, nó chống rụng trái và nó to trái, nó lớn trái, nó đẹp trái. Thì bây giờ cây mai mình cũng vậy, mình xài kali cao thì nó cho cái nụ nó lớn từ từ lên và nó già, nó đây là cái chắc cái nụ.
Còn như phun thằng 10, 60, 10, 10 lên thì cái nụ này nó to lên, chà bá lửa lên liền, nó phù lên liền, đi lăng cao là nó phù lên liền. Còn mình đi 10 đây tới Tết còn 3 tháng nữa mới lạc lá nè, thì cái nụ này ở đầu nó lớn từ 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 từ, anh em còn tưới một hai cữ phân nữa, vài cữ phân nữa chứ bộ, thì cái nụ nó càng ngày càng lớn, anh em đi NPK là nó càng ngày nó càng lớn từ 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 từ. Thì mấy thằng nụ này nè là ngay Tết là không bao giờ chỗ bậy đó, em bảo đảm anh em luôn. Dưới mai này là cái mai của em là mai nguyên nguyên thủy nè, cái nụ này giáo Thủ Đức 5 tới 10 cánh nè, em nói cho anh em biết luôn. Bởi mình tùy theo mà mình xem, chứ không phải là nó mà xài mà tưới mai mà không hiểu biết. Tưới lăng cao thì cái nụ kim này nó bự lên, nó to lên. Còn đi kali cao lên thì cái nụ này, cái này nó thành mầm nụ nè. Nếu mà cái này mà đi lăng cao thì cái nụ này nó bây giờ là nó to chà bá luôn. Rồi 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 tới Tết rồi nó chỗ rồi sao, rồi có khi là nó đi cái tược nữa, chặn đọt cái đi cái tược nữa. Còn mình đi kali cao là nó nằm đây, nó thành cái nụ bông luôn. 15 năm 20. Cái phần đó đó đã anh em đã có áp dụng rồi, có chia sẻ, bởi chia sẻ cho các em đó để hiểu biết luôn. Còn tại sao em không cho cộng 10, theo gì cộng 10 60 10 luôn, đặng cho nó bự lên luôn. Rồi nó bự lên luôn rồi tới chừng nó tưới hai ba cữ nó bự lên rồi, nó chỗ rồi sao làm sao mà nó to quá rồi sao anh em hãm đây. Phải để đi 15 năm 20 cho nó cái nụ mai nó phan lớn đi, cho nó lớn từ từ đi, với cho cái mấy cái này là nó khằn cái đọt đi. Lại đây là cái nó tập trung nó nuôi cái nụ, là anh em tưới phân vô một hai cữ là nó to cái gầm lên liền. Đấy, cũng chia sẻ với mấy anh em những cái cứ tưới 15 năm 20 cho em qua gầm tháng 10 đi. Rồi nè, rồi anh em sẽ thấy cái là nó ra đầu đọt luôn à. Cái nụ nó ra tới ngoài đầu đầu chót này luôn nè. Nè bắt đầu này khựng rồi nè, nó không đi đọt nữa là nó, cái này nó lên mầm bông luôn nè. Uy tín với anh em luôn. Rồi đó đây tới gần tháng 10 đầu chở gió bắc nè, lạnh 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 lạnh, cái mai nó đâu còn đi được nữa đâu. Bắt đầu nó khựng khựng khựng, như cái cơ này là cái cơ cuối rồi nè. Cơ đọt này là cái cơ đọt cuối nè. Là cái nhánh này nè, anh em dòm về nè. Bây giờ nó có nhí nhị là Tết nay cái nhánh này chơi mầm bông luôn nè. Đây tới 3 tháng nữa chơi bông luôn đó. Chơi từ ở trong đây. Anh em thấy chơi bông ra tới ngoài đầu chót cành này luôn. Còn mà có những anh em nào bây giờ đã lỡ kích nụ rồi mà cái nụ nó to lên như vậy rồi nè, để em quay cho ở đây em có một cây nè, như cây này nè, nó chỗ này anh em thấy trái em không giống lạc không, tại vì cái nụ nó hơi to rồi nè, anh em thấy không, cái nụ vậy là to nè, mới lên màu máu gà đó, đó. Em tưới hai cữ 15 năm 20 rồi, cái trái này mà không giống lạc nè, nếu mà lạc ở đây sợ mấy nụ này nó bung nè, cứ để đây đi. Rồi khi nào lặt lá rồi hả, lặt cái trái này để cho nó hãm mấy cái nụ này nè, nó không chỗ, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, những cây mai này nè là anh em hàng ngày phải tưới nước đều đặn, như cây mai này nè điển hình anh em á, là nụ nó hơi to nè, mai này mai Bình Định nụ nó hơi to, vậy là một tháng anh em hả tưới phân một lần nha, chứ không phải là tưới như mấy cây nụ nhỏ nha. Cái cây này là một tháng tưới một lần và hàng ngày là phải tưới nước đều đặn cho nó. Tại đây tới mà Tết nó còn 3 tháng nữa, anh em tưới phân vô nữa thì nó lớn. Còn anh em cứ tưới nước đều đặn đi để cho nó giữ cái độ ấm của cái mai, nó có nước đặn nó đừng có bị sốc cái này nè nọ nó chỗ bậy. Dưới mấy cái nụ nào chỗ anh em cứ để nguyên trái gì đi, đặn cho nó hãm lại mai nó còn mấy cái nụ này nè. Mình chơi Tết nè. Anh em thấy không? Còn lại mấy cái nụ này nè. Nó còn như mà anh em mà lãi cái này này cái là nó sẽ chỗ mấy cái nụ trong này nè. Anh em biết không? Nên không được lãi, nó chỗ cứ chỗ, cây mai là nó phải có chỗ lác đác chứ không phải là không chỗ. Còn như những anh em thấy những cái cây nụ nhỏ như vậy nè, nó có chỗ bông nào không? Nè em nói với anh em nè. Nè, có mưa nó còn chỗ bông lá nè. Mấy cái mầm này nó gọi anh em sẽ thấy cái những cái cây này là nó trúng Tết nè, nụ bây giờ như vậy là trúng Tết á. Anh em xài 15 năm 20 đi, rồi một tháng anh em cộng dưỡng rễ cho nó một lần, 15 năm 20 nửa tháng anh em tưới một lần cho cây mai nó có chất phân đi, nó còn sung nè, nó còn đi tược nè, cái cơ này cơ cuối nó đó,
hết mưa một cái là gió bất này lên mạnh một cái là cây mai nó tự mấy cái tược này nè nó già lại rồi nó cằn lại nó đứng luôn cho anh em xem. Còn cây mai nào nữa, như cây mai nãy là phải tưới nước đều đặn 1 tháng tưới phân 1 lần. Còn như mấy cây mai này nè, nè ở trong mà nó to nè, dẫu chiều nụ bánh tre nè, mà ở ngoài ở đầu nè nó ra tược nè nhỏ 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 nè, như vậy thì anh em tưới 15 năm 20 bắt đầu nó khằn ở đây, nó khằn cái tược này nó ra nụ bông ở đây thì ở đây nó lớn từ từ vô đây, còn cái mấy này nó nằm đây luôn ha. Nhưng mà quan trọng phải giữ cái bộ lá cho nó xanh như vậy nè, đừng có ngã cái màu già nó như vậy là nó rụng lá là thua nghe anh em. Như ở đây 1 2 lá này như vậy nè, anh em mà không giữ cái bộ lá cho kỹ là nó rụng trước Tết này, thì lọt qua tháng 11 nó rụng rồi nó chỗ rồi gán chịu. Rồi cũng có nhiều anh em hỏi, nhiều anh em thấy á, chia sẻ em bữa nay nói thêm cái chuyện này nữa. Cây mai cây nào cũng vậy, vào mùa thu thì nó phải thay lá, em nói vậy vậy nó phải ngã màu vàng vậy chứ. Rồi mấy cây mai của em cũng vô mùa, nói bây giờ là mùa thu đi, tại do cách cái mình chăm sóc mình đi phân mình không có giữ cái lá mai mình được, cái chế độ phân mình không giữ cái lá mai cho nó xanh đã được nên thì nó ngã màu vàng sớm hơn người ta, chứ đừng có để thừa mùa thu cây phải thay lá. Ok cây lá vậy cái vườn nào nó cũng rụng lá hết vậy, chắc cây mai nó chỗ trước Tết quá. Còn do cái cách mình chăm sóc mình phân thuốc mình không đúng cái liều lượng của mình, rồi không có giữ cái phân này phân kia phân nọ cho nó hỗ trợ cho cái lá mai mình nó giữ xanh lâu, rồi để thừa lá mai vàng, cái để thừa tại mùa thu lá mai tự vàng. Nhiều người vô hỏi em điện Zalo hỏi em nói vào mùa này thì lá mai nào anh em nào đi phân đi thuốc đều đặn, tưới phun ngừa nấm đều đặn đồ bổ sung cho cây mai nó đều đặn thì nó còn cái lá mai này nó xanh như vậy nè, làm sao nó già được, đây tới tháng 11 nó mới có già. Còn mình chăm sóc mình phân thuốc mình không có đồ này nọ nên cái lá mai mình nó già sớm thì nó vàng, thì đừng có để thừa thời tiết mùa thu nào. Rồi em cũng chia sẻ với mấy anh em vậy ha, vẫn tiếp tục tưới 15 năm 20 cập nhật cái vườn mai với trả lời với em nha, em trai đó cho biết vậy đó. Nhưng mà hổm gà mà đi lân cao cái chắc mấy cái nụ này nó chà bá lửa nè, nó nói thiệt với anh em á, đi Cali 15 năm 20 đặng lân ít 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 đặng cho nó kèm cái nụ mai lại nè, còn như mấy cái tược này nó đi thêm mấy tược này để chơi mấy cơ bông này nữa nè, em nói thiệt luôn á. Rồi đó anh em cứ để ý đây tới gần tháng 10 nè, tự động cây mai nó khựng lại. Rồi cái mấy cái mầm kim này nè, tự động cái nó lớn từ 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 lên, nó phù lên cho anh em xem ha. Rồi qua gần tháng 10 đi, mấy cái là quyết định. Cây mai nụ nào nhỏ thì mình mới phun hỗ trợ thêm 10 60 10. Còn bây giờ là cứ tưới 15 năm 20 cộng với dưỡng rễ hữu cơ gì đó. Rồi thử đi rồi anh em sẽ thấy cây mai của anh em nó lớn từ từ rồi nó nụ như vậy, nó đâu bao giờ bị chỗ lác đác đâu anh em. Rồi với cái clip em cũng hôm nay cũng cập nhật lại cái vườn mai nút nụ cho anh em biết, với sẵn trả lời cho em trai đó ha. Với cây nào nụ to quá thì anh em 1 tháng hả tưới phân 1 lần, nụ hơi to á hàng ngày thì phải, cây nào nụ to là hàng ngày phải tưới nước đều đặn nha, chứ không thôi bỏ khô nó là tưới lại nó sốc là nó chỗ gán chịu. Còn nụ nhỏ 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 thì cứ tưới bình thường thôi, mà giờ chuẩn bị hết mưa rồi, bắt đầu là nửa tháng nữa chứ gì, đây tới cuối tháng 9 này bước đầu tháng 10 đó là trời bắt đầu hết mưa rồi, mưa ít lại rồi chuyển qua mà lạnh rồi, gió bắc rồi, bắc di chướng đó thì bắt đầu cây mai nó tự đứng tược nó chỗ nụ thôi. Rồi bữa nay em cập nhật cái vườn mai cũng chia sẻ với mấy anh em vậy thôi, nụ nào to thì tưới phân 1 lần 1 tháng, con nụ nào còn hơi nhỏ thì 1 tháng tưới 2 lần cộng với dưỡng rễ với hữu cơ. Rồi em xin chào tất cả anh em, em xin chào, chúc anh em một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui ha, em xin chào ạ.